Ok, mình sẽ review đôi Peo Super 9 màu đen cho bạn xem. Đây, phần thân giày nó màu đen với phần đế màu trắng. Thì đôi Pegasus 39 này công nghệ của nó support là đế e zoom. Ở đôi này thì nó sẽ có hai, ở phiên bản này nó sẽ có hai túi e nhé. Phiên bản 38 thì nó chỉ có một túi e đằng trước như này, còn phiên bản 39 thì nó sẽ có hai túi e, một nửa sau gót và một nửa đằng trước. Đấy, tác dụng của nó là sẽ hấp thụ những cái xung lực và những cái lực tác động ngược trở lại cơ xương khớp của chân của anh em. Khi anh em chạy tiếp đất xuống thì cái túi e zoom bên trong này nó sẽ hấp thụ, nó giảm chấn, giảm tối đa cái sự tác động ngược trở lại cơ xương khớp, giúp anh em tránh cái sự chấn thương. Đấy, và cái đế ngoài, đế form này thì nó rất là êm và mềm. Đôi giày Pegasus 39 có đặc điểm là rất là nhẹ đẹp, ngoài việc chạy bộ thì anh em có thể sử dụng để đi lại hàng ngày, cũng rất là dễ kết hợp đồ. Đấy, nó là dòng running, tuy nhiên anh em mang đi lại bình thường, đi chơi du lịch thoải mái, rất là đẹp đôi này. Bởi vì phong cách của nó là phong cách thể thao nên là anh em kết hợp đồ nó rất là dễ. Đây là đôi màu đen. Đây, mình quay chi tiết cho bạn xem nhé. Và mình nói lại một lần nữa với anh em quan tâm hàng với mình là giày bên mình công nghệ trên giày có thật, như mình vừa nói là trong giày nó có hai túi e. Đấy, một nửa đằng gót trên, đằng gót và một nửa đằng trên. Đó, hai đôi màu đen nhé. Mặt đế của nó là cao su nhé, cao su chuẩn anh em nhé, không phải là hàng nhựa pha như hàng khác đâu. Đi nó sẽ không bị, tức là cái độ mài mòn nó sẽ hạn chế tối đa cái sự mài mòn và nó bám đường hơn. Ngoài màu đen thì mình có, tiện thể mình sẽ review luôn 5 màu còn lại bên mình. Màu xám này, Phantom Grey, Black Orange, đen cam. Đây, màu này cũng khá đẹp này. Đấy, và màu xanh nữa. Màu này tên của nó là Blue Obsidian. Và màu White Fox. Màu này không phải màu trắng tinh mọi người nhé, nó là màu trắng, nó sẽ ngả sang hơi xanh xanh một chút. Đó, tức là phiên bản này nó sẽ không có màu trắng tinh. Đấy là 6 màu của mình. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video.